Xin chào các em. Đây là một cái bài toán về phân tích nhiệt. Chúng ta nhìn vào cái dạng đồ cũng như là cái sơ đồ bài toán này thì có vẻ như cảm thấy đây bài toán phức tạp, nhưng thực ra nó khá là đơn giản đấy các bạn. Rồi, chúng ta sẽ phân tích và chú ý vào ba khoảng nhiệt độ sau và dưới bảng người ta đã cho này. Khoảng nhiệt độ thứ nhất đó là từ 100 cho đến 226 độ, tăng lên 226 độ C thì ta thấy là nó biến đổi về chất. Ở đây chính là ứng với cái phương trình 1 của chúng ta thế này. Với phương trình 1 ha. Rồi, đầu tiên các bạn bấm cái M lớn của cái chất ban đầu này, canxi oxalat là ngậm nước nha. Cái canxi là 40 cộng 12 cộng thêm một nước nữa. Thì các bạn có M lớn của chất đầu là 146. 146. Và đây là yêu cầu ở khoảng 226 độ C thì cái chất còn lại nó chỉ có chiếm 87,7% so với cái chất ban đầu là 146 này. Đó, như vậy các bạn sẽ đi tìm cái chất là ứng với chất R1 ở dưới đây. R1. Vì R1 là cái chất rắn mà, K là khí. Vậy thì M lớn của R1 chúng ta sẽ bấm được này. Bằng 146 và nhân cho 87,7 và chia cho 100. Đấy, thì ta sẽ có M lớn của chất này. À, 128. Vậy 128 thì chúng ta đưa ra làm cái phán đoán cho chất này chính là R1. R1 của chúng ta chính là C2O4, có nghĩa là muối canxi oxalat nhưng mà không ngậm nước nữa. Như vậy thì phương trình số 1 ở đây ta sẽ viết như sau: ngậm nước, rồi chúng ta nung lên, chúng ta sẽ thu được muối canxi oxalat bình thường này và tách ra nước. Như vậy ta đã biết R1 đây và đây là K1. Rồi tiếp theo, tại biến đổi nhiệt độ tiếp theo là từ 346 cho đến tăng lên 420 độ C, thì các bạn thấy là khoảng nhiệt độ biến đổi thứ hai thì ứng với phương trình 2 thì chất rắn còn lại ở thời điểm 420 độ là 68,5. Tuy nhiên các bạn phải hiểu là 68,5 này phần trăm này so với cái chất ban đầu nhé, so với chất ban đầu. Vậy thì mình có M lớn của R2 này, chất ban đầu là 146, bạn nhân ra 68,5% thì các bạn sẽ bằng này, một trăm. Thế vậy 100 thì là một chất khá là quen thuộc, chính là R2, chính là chúng ta chính là canxi carbonate ha, chính là canxi carbonate. Vậy thì phương trình thứ hai của chúng ta sẽ ứng với đó là Ca C2O4, các bạn nung lên ta sẽ thu được CaCO3 này, và tất nhiên lúc này nó sẽ tách ra một phân tử CO. Như vậy R2 của chúng ta là CaCO3, còn K2 chính là CO. Rồi, phương trình cuối cùng của chúng ta là ở khoảng nhiệt độ 660 mà khi mà tăng lên 840 độ C thì có sự biến đổi về khối lượng tiếp, và thực ra lúc này R3 của chúng ta chỉ bằng 38,4% so với ban đầu, nên là M lớn của R3 bằng 146 các bạn nhân cho 38,4 chia cho 100. Thì M lớn chất này sẽ là 56. 56 thì ứng với cái oxit của canxi chính là CO. CO. Như vậy thì phương trình số 3 cũng là phương trình khá là quen đúng không? Phương trình số 3 chính là quen, chính là nhiệt phân đá vôi. Ta nung lên này, ta thu được CO và cộng với khí CO2. Như vậy là chính là chất R3, đây là K3. Rồi, như vậy là xong, cũng khá là đơn giản đúng không các bạn nhỉ? Rồi. Bây giờ căn cứ vào thì chúng ta sẽ nói về các đáp án là như thế này. K2 là một oxit axit. Đáp án A này. K2 là một oxit axit. K2 là CO. CO là không thể là một oxit axit được ha. Nó một oxit gần như là không có tính axit, cũng không có tính bazơ luôn. Vậy cái này sẽ là sai. Rồi. R2 không tan trong axit.
R2 không tan trong axit. R2 là gì các bạn nhỉ? R2 là CaCO3. CaCO3 là một muối carbonat. Vậy nó tác dụng H cộng một cách bình thường chứ. Ở môi trường H cộng sẽ hòa tan được. Muối carbonat này, tất cả những muối CO32 trừ thì khi gặp môi trường axit đều thoát khí CO2 đúng không? Vậy cái này cũng là sai. R3 tan trong nước tạo môi trường trung tính. R3 của chúng ta là CaO, canxi oxit. Khi mà các bạn hòa tan vào nước thì nó phải tạo ra môi trường 3 giờ đúng không? Môi trường 3 giờ là CaOH2 lần đúng không? Vậy cái này sẽ là sai. R3 là chất khí nặng hơn không khí. R3 là CO2 có M lớn là 44. Ở trong đó không khí của chúng ta thì M lớn của chúng ta chỉ là 29 thôi. Như vậy CO2 là một khí nặng hơn không khí, là một đáp án chính xác. Như vậy đáp án này nó chọn là câu D. Thì đây là một câu nằm trong bộ đề ôn tập năm 2024 của thầy ha. Nên các bạn chú ý là câu này nhìn vào á, thì có vẻ nên khá là phức tạp. Ngược ra là dễ chứ không có khó. Đấy, gần thi rồi chúng ta ôn được những cái câu mà chú ý như vậy. Rồi, chúc các bạn thi tốt nha.